Xin chào các bạn và các em nhỏ. Hôm nay mình sẽ kho món thịt kho trứng gửi đến cho các bạn và các em nhỏ xem cho vui nha. Thì theo lời yêu cầu của các em nhỏ và các bạn nói là mình nấu ăn gì trong gia đình thì quay lại cho các bạn xem. Thì hôm nay mình sẽ quay món thịt kho trứng. Thì thịt này chừng này khoảng 2 kg thịt đó các bạn, khoảng 4 phao thịt nha. Mình mua khoảng 5 phao rưỡi thịt, nhưng mà mình về mình lọc mỡ mình bỏ hết rồi, mình chỉ lấy phần nạc và phần xương như thế này á, thì mình kho chung với thịt đó rất là ngon các bạn. Cái nước xương này nó ra, nó thấm vô thịt rất là ngon. Thì bây giờ gia vị mình chuẩn bị nè. Thì thịt kho thì gồm phải có trứng nữa rồi các bạn. Trứng này thì mình mua trứng organic. Trứng này thì mấy đứa nhỏ ăn rất là tốt nha. Người ta nuôi cho ăn thực phẩm tự nhiên đó các bạn, cám gạo rồi đó. Thì đây mình dùng khoảng 12 cái trứng. Rồi đây là hành tây, mình dùng 2 củ hành tây nho nhỏ như thế này. Nếu mà các bạn dùng một củ thì các bạn dùng củ lớn ha. Đó, 4 củ hành tím, vài tép tỏi nè các bạn. Rồi ở đây là bột nêm, tiêu, nước mắm, xì dầu, muối nè. Rồi ở đây là dầu hào nè các bạn. Mình sẽ dùng cho món thịt kho trứng một ít ớt. Ớt này là ớt để làm kim chi đó các bạn, của người Hàn Quốc. Mình mua ở chợ Esmart á, cái chợ đó chuyên bán những ớt bột này nè. Đó, thì ớt này con nít ăn được nha các bạn, không có cay lắm, nó chỉ the the thôi. Rồi mình sẽ dùng một loại đường này là đường thốt nốt nha. Đó, đường này mình mua một vỉ như thế này khoảng 1,5 đô hơn ha. Thì khoảng hơn 30 ngàn tiền Việt Nam một vỉ như thế này. Đó, loại đường này thì sản xuất từ Thái Lan đó các bạn. Khi mình kho khoảng 2 kg thịt khoảng hơn 4 pound đó, thì mình sẽ dùng một miếng đường như thế này nha các bạn. Đó, miếng đường cũng nhỏ thôi, không có lớn lắm. Rồi mình sẽ bắt đầu ướp thịt. Đó, bây giờ mình sẽ băm hành ra. Thì khi mình băm hành á, hay bị cay mắt thì mình để cái quạt gần gần đây ha, cho nó bay cái hơi hành đi chỗ khác để nó khỏi vô mắt mình. Hành tây với hành tím thì mình cắt khúc khúc sơ sơ thôi, rồi để mình bỏ vô máy này mình xay cho nó nhanh nha các bạn. Thì nếu mà các bạn không sử dụng máy á, thì mình sẽ băm nhuyễn ra ha. Còn mình có máy mình lười biếng băm quá cho nên mình bỏ vô trong này mình xay. Thì xay cho nó nhuyễn, ướp cho nó ngon nha. Rồi, như vậy là đã nhuyễn rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ ướp một nửa hành tây, hành tím, tỏi vô ở trong này nha các bạn. Thì một nửa này, còn một nửa lại thì mình để mình phi lên nha. Đó, thì tiếp tục. Muối thì mình dùng khoảng 1/3 teaspoon muối nha các bạn, ít muối thôi. Đó, cái muỗng này là 1 teaspoon. Còn cái muỗng này là nó lớn hơn chút xíu, 1 tablespoon. Đó, thì rồi đây là nước mắm. Thì mình sẽ ướp vô đây khoảng 1 muỗng canh nước mắm thôi nha các bạn. Đó. Rồi, còn đây là phần dầu hào nè các bạn. Mình sẽ cho vào trong này 3 muỗng canh dầu hào nha. Dầu hào nó hơi đặc thì mình đổ như thế này. Đó, 1 muỗng. Rồi, 2 muỗng. Kế tiếp là 3 muỗng. Vậy ha. Đó, sau đó đây là nước tương, cái hiệu này rất là ngon. Thì mình sẽ dùng đó, 1 teaspoon. 1 muỗng cà phê xì dầu nha các bạn. 2 kg thịt như thế này thì mình ướp khoảng đó, 1 muỗng cà phê bột nêm như thế này thì khoảng 1 teaspoon bột nêm nha các bạn. Đó. Rồi bỏ tiêu vô trong này. Rồi bỏ ít ít sơ sơ tiêu thôi, chút xíu nữa. Chín rồi mình thích ăn tiêu thêm thì mình nêm. Còn về phần ớt bột này là ớt bột chỉ thơm thôi. Nó thơm mùi ớt, nó cay the the thôi nha các bạn, không có cay lắm. Mấy đứa nhỏ ăn được. Thì mình sẽ dùng khoảng nửa muỗng
cà phê ớt bột khoảng 1/2 thi phun nha các bạn. Đó, mình bỏ vô đây. Rồi mình sẽ ướp vô ở trong thịt này khoảng 2 muỗng canh dầu ô liu nha các bạn. Sau khi mình ướp xong rồi, mình sẽ trộn đều cái phần thịt này lên. Mình để khoảng hơn nửa tiếng, mình kho là ok rồi. Đó, nếu mà các bạn có nhiều thời gian hơn thì mình lấy cái giấy bọc đồ ăn mình bịt lại, mình bỏ trong tủ lạnh từ 1 tiếng cho tới 2 tiếng mình kho là rất là ngon. Còn mình hay kho, ướp kho liền thì mình ướp như thế này, xong mình quay qua mình luộc trứng, sau là mình quay lại mình kho, thì cái thịt này sẽ ướp được nửa tiếng nha các bạn. Đó, nửa tiếng là mình kho rất là ngon rồi đó. Tại vì cái thời gian mình kho cũng hơi lâu lâu, cho nên cái thịt này nó cũng thấm, mình cũng không cần ướp lâu đâu, chừng 20 phút cho đến nửa tiếng là ok. Bây giờ bắt đầu mình kho thịt thì mình sẽ phi cái đường thốt nốt này lên. Thì trước đó mình sẽ đập cái đường này ra bể bể chút xíu nha các bạn, cho mình dễ phi cho nó mau tan ha. Hồi nãy thì mình đã giã hơi bể bể nát nát ra rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ vô trong nồi. Đó, mình đổ vô trong nồi ha. Mình vừa đổ vô là các bạn thấy nó chảy ra nè. Đó, thì mình bật fan lên ha. Bật fan thì nó ồn quá. Đó, nó rất là mau chảy các bạn. Thì mình để, mới đầu mình để lửa nhỏ nhỏ thôi nha các bạn. Mình bật lửa cái bếp này lên rồi mình tắt đi, rồi mình mới bỏ vô. Đó, thì cho nó tan ra ha. Tan ra, mau tan lắm. Đó, các bạn thấy cái màu đường đẹp chưa? Mình thu gần lại chút xíu nè. Đừng có làm cho cái đường này nó bị đen quá là được. Cái màu cánh gián này là ok ha. Đó, sôi lên như vậy là được rồi. Các bạn thấy rõ chưa? Đường thốt nốt á. Cái đường này khi mình bỏ vô trong nồi á thì mình tắt bếp đi. Mình đã làm nồi nóng rồi, mình tắt bếp, sau đó mình mới bỏ đường này vô. Đường này rất là nhanh cháy. Thì cẩn thận cho cái đường này ha. Thì sau đó thì mình thấy cái màu đường đã được rồi thì mình cho dầu ăn vô nha. Đó, cho khoảng 3 muỗng canh, 2 muỗng canh dầu ăn thôi. Tại hồi nãy ở trong thịt mình đã có dầu ăn rồi. Cho 2 muỗng canh dầu ăn. Rồi mình sẽ bật bếp lên nha. Đó, bây giờ là bật bếp được rồi. Thì mình sẽ đổ hành tây, hành tím, tỏi mà hồi nãy mình đã xay nhuyễn ra rồi đó. Mình đổ vô đây. Thơm quá các bạn ơi. Wow, rất là thơm. Đó. Cái mùi đường thốt nốt nè, rồi hành tỏi phi lên với đường này với dầu thơm lắm các bạn. Đó, mình phi cái đường này lên thì mình đừng có để cho cái đường này nó cháy đen thì ăn không có tốt nha các bạn. Vừa như thế này là ok rồi. Đó, sau khi hành tỏi mình đã phi với đường cái màu nó như thế này nè, rất là thơm ha. Hành tỏi, hành tây. Đây, bây giờ mình sẽ đổ thịt vô. Đó, thịt đây. Mình sẽ cho từ từ thịt vô nha. Cái dĩa này mình đựng cái dĩa hơi nhỏ, để sau mình ướp mình lấy cái thau á, mình ướp cho nó dễ. Thì lỡ rồi ha. Đó, đổ vô hết. Rất là thơm. Wow. Chút xíu nữa mấy đứa nhỏ nhà mình đi học về sẽ có món thịt kho trứng thiệt là ngon đây. Thì bây giờ mình sẽ xào thịt trước các bạn. Xào thịt xong rồi mình đổ nước vô mình rim ở đó, sau đó mình quay mình đi luộc trứng nha. Nếu các bạn có thời gian thì mình luộc trứng trước, nhưng mà đó, mình xào thịt cái thời gian mình để cho thịt nó mềm nữa thì mình trộn, mình xào cho nó săn thịt lại nha các bạn. Sau đó mình sẽ cho nước vô. Mình cho nước sắp sắp cái thịt này là được. Đó, nhiều nhiều lên chút xíu để chừa chút xíu nữa mình còn bỏ trứng vô nữa. Wow, rất là thơm đây.
ngon quá các bạn, muốn ăn cơm liền thôi. Nè, rồi bây giờ mình để khoảng 5 cho đến 10 phút nữa cho nó săn thịt lại. Khi thịt kho trứng của mình đã trộn, mình xào cho nó săn lại khoảng 5 cho đến 7 phút. Thì bây giờ như vậy là đã được rồi ha. Mình sẽ cho nước vô. Đó, mình chuẩn bị 2 ly nước nè. Đó, thì các bạn cho làm sao để mình vừa để bỏ trứng là được ha. Thì mình đổ nước vô đây nè. Đó, mình sẽ dùng 2 ly nước mình đổ vô. 1 ly. Nếu mình thấy ít á, thì mình cho thêm nha các bạn. Đó, chắc thêm ly nữa ok ha. Bốn ly nước đi ha. Mình cho khoảng 4 ly nước này của 2 ký thịt nha các bạn. Thì chút xíu mình kho nó rạc xuống là vừa. Đó, như thế này là vừa để cho mình bỏ trứng vô đó. 12 cái trứng vô nữa là mình kho nó, nếu mà các bạn thấy thiếu nước thì các bạn cho thêm nha. Thì mình cứ kho như vậy thì 4 ly nước vô đây. Đó. Thì bây giờ mình để lửa 2 đi ha. Khi nào nó sôi á, thì mình sẽ giảm lại chút xíu. Giảm lại khoảng hơn lửa trung bình thôi. Thì trước tiên mình để cho cái thịt này nó sôi lên cái đã. Thì trứng mình lấy trong tủ lạnh ra, nó còn lạnh lạnh thì mình sẽ dùng nước lạnh nha các bạn. Chứ mình bỏ vô nước nóng á, với lạnh thì nó sẽ nứt trứng. Thì bây giờ mình bỏ vô trong nước lạnh ha. Bỏ xong rồi mình mới bật bếp lên. Đó, khoảng 12 cái trứng nha. Cho một ít muối vô trứng nha các bạn. Thịt kho của mình đã sôi lên thì mình sẽ vớt bột nha các bạn. Sau khi sôi khoảng 10 phút á, thì mình sẽ vớt bớt những cái bột này ra để cho cái nồi thịt của mình nó ngon hơn ha. Rồi, chút xíu nữa sôi mà có chút xíu bột nữa thì đó, sau khi nồi thịt của mình sôi thì mình vớt bớt bột này đi nha các bạn. Đó, vớt bột đây nhưng mà mình lấy lại cái phần nước. Thì bây giờ mình sẽ cho trứng vô nha. Đó, cho trứng vô, các bạn thích ăn nhiều trứng thì bỏ nhiều trứng nha. Thì mấy đứa nhỏ nhà mình thì đó, ăn chừng đó là đủ rồi, cho nên mình bỏ chừng này trứng thôi. Từ nãy thì mình ướp gia vị như vậy, thì bây giờ mình bỏ trứng vô. Mình sẽ nêm lại cái nước này, thử cái nước kho thịt này nó đã vừa chưa nha. Đã vừa ăn rồi đó các bạn. Nhưng mà mình cũng muốn cho thêm nửa muỗng cà phê nước mắm nữa nha, để cho nó ngon ngon chút xíu. Rồi, thì mình sẽ nấu thêm cái thịt kho trứng này khoảng hơn nửa tiếng, hoặc là các bạn thích mềm hơn thì các bạn nấu lâu hơn chút xíu, nhưng mà mình sẽ nấu hơn nửa tiếng nữa là xong nha các bạn. Đó, thì cho nó cái gia vị nó thấm vào trong cái trứng. Sau khi thịt kho trứng, mình bỏ trứng vô mình kho hơn nửa tiếng nha các bạn. Thì nước nó sẽ cạn xuống như thế này rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ nếm cái nước này, xem nước này đã vừa ăn chưa ha. Mình nếm thử nè. Rất là vừa ăn mà ngon lắm nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp, rồi mình rắc vô đây một chút xíu tiêu. Đó, tắt bếp đi rồi mình rắc tiêu nha. Ngon hấp dẫn ha. Đó, đó, thịt kho thì mình đã nếm xong rồi, rất là vừa ăn. Thì bây giờ mình sẽ múc thịt kho trứng này ra dĩa để cho mấy đứa nhỏ nhà mình ăn nè. Đó, thì cái thịt này nó cũng vừa ăn lắm, không có rục lắm mà vừa mềm mềm mại, ăn ngon lắm. Để mình lấy cái muỗng mình nếm thử miếng thịt cho các bạn xem nha. Đó, wow, rất là ngon nha các bạn, ngon lắm. Mình nếm thử miếng trứng xem đã vừa ăn chưa. Trứng thì nó rất là nóng thì mình lấy miếng nhỏ nhỏ thôi. Số 1 nè các bạn, tuyệt vời, nhớ kho ăn nha. Kho với đường thốt nốt rồi với cái ớt bột đó,
nó rất là thơm ngon. Thì bây giờ mình sẽ bỏ ra dĩa nè. Wow, mấy đứa nhỏ nhà mình mê món này lắm các bạn ơi. Đó, bày mấy cái trứng lên nè, hấp dẫn ha, tuyệt vời đó các bạn. Nhớ kho ăn thử nha. Món thịt kho trứng của gia đình mình hôm nay mình đã chia sẻ xong nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bưng ra bàn ăn đây. Thì trước khi bưng ra bàn thì mình rắc thêm một chút xíu tiêu nữa. Đó, nhìn cho hấp dẫn ha. Mấy đứa nhỏ nhà mình cũng ăn được tiêu. Đó, thì ra bàn thì mình sẽ ăn với xà lách, cà chua. Rồi ăn những rau quả gì mà mình thích, rau cải ngọt cũng được. Mình luộc lên mình chấm với cái nước kho thịt này rất là ngon nha các bạn, hết sảy đó. Thì bây giờ mời các bạn cùng ăn nha. Mình sẽ bưng ra bàn đây nha. Mình mới làm xong một dĩa cơm cho ông xã nè. Thịt kho trứng mình ăn với cơm, với cà chua, với salad. Như vậy là đủ rồi các bạn, xong bữa ha. Có thích ăn xì dầu thì chấm thêm xì dầu với những rau cải này. Mình nghĩ cái nước này ăn với rau cải này cũng rất là ngon rồi ăn. Còn mấy đứa nhỏ nhà mình đang ăn ở ngoài bàn đó, cũng ăn với rau quả như vậy đó, thì rất là ngon nha. Thì bây giờ mình bưng cho ông xã mình ăn đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.